Cái đội năm 26 tập trung lên khách này, năm 26 này, thuyền viên lên đơn khách đi. Các bà local 22 đơn khách này, các bà local 22. Vâng, có phao mà. Kiểu gì có phao an toàn mà. Ấy, đúng chưa? Cho tàu 5 cát 06 là cái gì? Nhà mình vào trong ngồi ổn định cho ngồi trước riêng. Nhà mình ơi, vào trong này ổn định cho ngồi trước riêng nào. Nhà mình đủ chưa nhỉ? 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vui quá, hôm nay vui quá nhỉ. Mình đợi cái ngày này lâu lắm rồi đấy, là 6 tháng rồi nhở. Mua vé ý, có kế hoạch về Việt Nam chơi đi Cát Bà rồi nói chuyện lâu lắm rồi đấy. Nhất là cái cô Hoa thế, luôn luôn tâm sự cô Hoa bởi ôi, còn 3 tháng nữa cô ơi. Xong bởi ôi, cô còn 2 tháng nữa cô ơi. Xong bởi còn 2 tuần nữa cô ơi, là về gặp về rồi. Mà cũng thế, chuẩn bị gặp nhau rồi. Đó. Đấy, đúng là ngày hôm nay mình đi chơi vui quá. Đấy. Năm nay là mình đi Cát Bà. Sang năm là mình đi đâu nhở? À em? Đi Mỹ hả? Đấy. Sang năm mình chở nhà đi Mỹ nha. Chị ơi, bây giờ tàu nhà mình cũng xuất phát ổn định rồi. Thì em xin em 2 phút để thông báo lịch trình cho nhà mình vẫn buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, kính mời tất cả ông trời chị quý vị vui lòng lắng nghe trong 2 phút rồi thôi ạ. Vừa rồi, lần đầu tiên thì sự giới thiệu em tên là Hải An, đứng dưới bên chính của đoàn nhà mình ngày hôm nay. Với lịch trình tour tham quan trong buổi sáng hôm nay, mình có 4 đoạn 5 hoạt động chính như sau. Đầu tiên thì mình sẽ đi tham quan qua khu vực làng chài nổi Cái Bèo. Phía bên tay trái nhà mình trước, nhìn trước mặt đây trang chính là khu vực làng chài nổi Cái Bèo. Đây là nơi tập trung sinh sản của hơn 150 hộ dân, là những người dân gốc gác bản địa toàn khu vực Cát Bà đây ạ. Thì họ chủ yếu làm là những nghề đó chính là nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Và sau khi đi qua khu vực làng chài nổi Cái Bèo xong thì chúng ta tiến vào nơi đó chính là khu trung tâm Minh An Hạ, nơi sẽ diễn ra toàn bộ những hoạt động chính trong buổi sáng ngày mai để trải nghiệm. Đầu tiên nhà mình sẽ được trải nghiệm đó chính là hoạt động chèo thuyền cáp. Thì khi đi chèo thuyền, em sẽ phát cho nhà mình những cái chiếc vé chèo thuyền. Những cái vé đấy là làm sẵn trong combo của mình rồi, nên không mất tiền để mua những chiếc vé đấy. Nhưng đó là do bên nhà mình cung cấp nên bắt buộc phải gói và gặp qua gặp trực tiếp em. Em sẽ phát cho mình những chiếc vé đấy ạ. Và những chiếc vé đấy sẽ là 2 người trên một vé và tối đa là 2 người lớn một trẻ em trên một chiếc vé đấy và trên một chiếc thuyền chèo. Thì nhà mình có ai đi chèo thuyền như là muốn bắt gặp đồng đội chèo chèo với mình thì bắt gặp ngay từ bây giờ đi trong cơ thể luôn đúng không ạ? Và khi đi chèo thuyền xong thì nhà mình sẽ quay trở lại tàu. Tàu sẽ di chuyển đến một địa điểm khác cho mình, đó là tắm biển ở đấy. Và là việc lưu trong là chỗ tắm kỳ không phải đứng ở chỗ chèo thuyền thì không nghiêm cấm tắm biển, không tắm biển ở đấy. Và chỗ chèo thuyền chỗ tắm biển thì là không được chèo thuyền, cho nên ghi cho em. Đấy, và sau khi tắm biển xong thì mình sẽ đi luôn ở bên luôn cho em là tất cả các bãi cát, các bãi tắm tại khu vực biển hạ là được hoạt động khoảng 2 năm nay rồi. Cho nên là nhà mình sẽ không được trải nghiệm tắm bãi cát đâu. Và thay vào đó nhà mình sẽ được trải nghiệm tắm giữa trung tâm vịnh. Tàu sẽ neo đậu vào khu giữa trung tâm vịnh, mình sẽ tắm ở quanh khu tàu luôn ạ. Sẽ lội những áo phao và sẽ trôi nổi trên những cái
làn sóng luôn. Với mực nước sâu là từ 10 cho đến 15 mét nước thì mình lưu cho em. Nó bằng một căn nhà 4 tầng hay một căn nhà 6 tầng nên là mình bắt buộc phải báo vào cho em dù có ai bơi tốt nhau. Đó là quy định bắt buộc rồi. Và sau khi tập chào tắm biển xong thì sẽ quay trở lại tàu thay đồ và bắt đầu sử dụng bữa trưa vào lúc 11:30. Và bữa trưa của mình trong này sẽ được bắt đầu từ lúc 11:30 cho đến 12:30 lưu cho em. Và lúc 12:40 thì sẽ hoạt động cuối cùng ạ. Đó chính là hoạt động trải nghiệm làm cổ biến thái, rồi sẽ được trải nghiệm một cá massage chân và những cái điều trải nghiệm tuyệt vời trong đấy. Và sau đó trong một tiệm mình sẽ quay trở ra và mình sẽ quay trở vào và mình về nữa. Và nhà mình nghĩ rằng là tất cả các hoạt động trải nghiệm nhà mình hôm nay tất cả sẽ được quay bỏ trong khoảng thời gian từ 30 cho đến 45 phút thôi. Cho nên nhà mình nếu ai đi trải nghiệm hay gì mình có tăng thời gian, bớt thời gian cho em. Mỗi lời cầu chỉ có một thời gian đó quy định nhất định thôi và để đáp ứng tất cả những cái trò chơi hoạt động nhà mình. Cho nên nhà mình sẽ căn kè thời gian chọn xem sao. Khi gần đến nơi sẽ thông báo thời gian và những thời gian làm việc cho nhà mình. Và bây giờ sẽ là thời gian tự do di chuyển của tất cả nhà mình ạ. Bây giờ nhà mình sẽ đổi tất cả đồ đạc của nhà mình đã mua và nhà mình có thể di chuyển đến khu vực quan tầng 2 để có thể chụp ảnh check-in, tham quan khu vực làng chạy nổi và nhìn phía trái nhà mình đây. Và đặc biệt là nhà mình lưu ý là khi lên khu vực tầng 2 thì có chiếc bàn chạy tầng 2 ạ. Có một chỗ thuyền trưởng đang lái tàu thì mình lưu ý là đứng trước mũi tàu hay những chiếc xe máy đang lái tàu đâu ạ. Và bây giờ chị em muốn nhà mình hay muốn thắc mắc thì là cơ hội để hỏi trực tiếp cho em. Hoặc là trong chương trình nhà mình có ai muốn thắc mắc thì có gặp trực tiếp ở trên cổ hoặc cơ sở hai ạ. Đó sẽ là người giải quyết tất cả mọi thắc mắc của gia đình. Trên này ai bơi giỏi nhất nào?